Theo Tổng cục Hải quan, trong năm 2020, Philippines đứng đầu về tiêu thụ gạo của Việt Nam đạt 2,22 triệu tấn, trị giá 1,06 tỷ đô la Mỹ, có nghĩa là tăng 4% về lượng và tăng 19,3% về kim ngạch so với năm 2019. Philippines là khách hàng truyền thống của gạo Việt Nam, nhưng đây là lần đầu tiên xuất khẩu gạo sang nước này vượt mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Đồng thời lượng gạo xuất khẩu sang Philippines đạt 2,22 triệu tấn cũng là mức cao nhất từ trước tới nay.